Chào mọi người, nhóm mình là nhóm IC K46, hiện đang thực tập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong đoạn video hôm nay, nhóm chúng mình sẽ nói về chủ đề chúng ta có thể là một chimera. Vào năm 1960, một bé gái được sinh ra tại Bệnh viện Seattle. Cô bé có một bên mắt là màu nâu, bên còn lại là có mạc dẻ. Kỳ lạ nhất là khi bác sĩ kiểm tra máu, họ đã phát hiện ra một tổ hợp gồm hai nhóm máu trong cơ thể của cô. Kiểm tra bộ gen cho thấy các tế bào trong cơ thể bé gái đến từ hai cơ thể khác nhau là một nam và một nữ. Vào tháng 6 năm 2014, trong một lần xét nghiệm máu của một cặp vợ chồng ở Washington, kết quả cho thấy đứa trẻ không phải là con của họ. Sau xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy hai người chỉ chia sẻ 10% mã di truyền. Sau khi thực hiện xét nghiệm di truyền trực hệ, giáo sư di truyền học Barry Starr đã đưa ra kết luận rằng người đàn ông với đứa trẻ có quan hệ bát giáo. Như vậy, chimera là gì? Tại sao lại gây ra các hiện tượng trên? Trong thần thoại, chimera là một thuật ngữ dùng để gọi tên các sinh vật mang hình dáng lai ghép giữa các loài với nhau. Ở y học hiện đại, chimera là thuật ngữ di truyền học dùng để chỉ một cá thể sinh vật hoặc một mô hay cơ quan mang nhiều bộ nhiễm sắc thể khác khác nhau, thường được tạo thành qua sự hợp nhất của nhiều hợp tử khác nhau hoặc sự dung hợp từ các bộ gen khác nguồn. Chimera thì khác với hệ khảm là hai kiểu gen phát sinh từ sự hợp nhất của nhiều hơn một hợp tử hữu tinh trong giai đoạn đầu của sự phát triển phôi, thay vì từ đột biến hay là mất nhiễm sắc thể. Trong y học thì chimera được chia làm một số loại như sau. Thứ nhất là tetrachimera, là loại thường gặp nhất, được tạo thành từ 4 giao tử với sự kết hợp của hai trứng với hai tinh trùng khác nhau. Sau đó hai trứng đã hữu tinh lại kết hợp với nhau trong thời kỳ đầu của thai. Hợp tử mới sau này phát triển thành một cơ thể mới có cấu trúc di truyền khác nhau. Do đó trong cơ thể có những mô mang tế bào của trứng A, mô khác lại mang tế bào của trứng B hoặc cả hai. Mirochimera gặp trong trường hợp mẹ mang thai có thể hấp thụ một số tế bào của thai nhi trong quá trình mang thai hoặc ngược lại. Chimera nhân tạo được hình thành do ghép tế bào gốc hoặc là truyền máu. Kết quả trong cơ thể người nhận sẽ mang hai nguồn DNA khác nhau. Về chimera sinh đôi, hai trứng được hữu tinh không kết hợp mà chỉ trao đổi tế bào và gen trong quá trình phát triển. Khi đó thì một hoặc cả hai cá thể này mang hai kiểu gen hoàn toàn khác nhau. Như vậy, chúng ta có phải là một chimera hay không? Thì mỗi chúng ta đều có thể là chimera do thứ nhất, khi mang thai song sinh các trứng, nếu một trong các bào thai chết từ rất sớm trong thời kỳ mang thai, thai còn lại dùng một phần tế bào của thai đã chết, thì thai còn sống sẽ có hai loại tế bào của kiểu gen khác nhau và hai loại kiểu gen đó phân hóa thành cùng một cơ thể. Khi mang trường hợp thứ hai là khi mang thai, thai cũng có bắt giữ một số tế bào từ mẹ và ngược lại, người mẹ cũng có thể nhận tế bào từ người con không qua hàng rào nhau thai. Trường hợp thứ ba là có những người sau khi ghép tạng, cơ thể họ tiếp nhận sử dụng tế bào của người cho. Như vậy thì để xác định chúng ta có là một chimera hay không là điều rất là khó, vì chimera gần như là không có dấu hiệu nào chỉ điểm, trừ khi chúng ta chủ động xét nghiệm DNA trên toàn cơ thể có nhiều cơ quan khác nhau. Nếu chưa thực hiện ghép tạng thì mỗi chúng ta đều có khả năng là đang giữ DNA của một bào thai song sinh khác hay là DNA của người mẹ chúng ta trong lúc mang thai.